Mình chào các bạn Hôm nay mình xin kể một câu chuyện Chuyện của thuốc kẻ Trong cặp sách Thuốc kẻ làm bạn với bút mực và bút chì Chúng sống cùng nhau rất vui vẻ Mỗi đường kẻ thẳng tắp Là niềm vui chung của cả ba Nhưng ít lâu sau Thuốc nghĩ bút mực và bút chì phải nhớ để mình mới làm được việc nó thấy mình giỏi quá ngực chứ ưỡng mài lên thấy đường kẻ bị cong bút mực nói với bút chì hình như thuốc kẻ hơi cong thì phải nghe vậy thuốc kẻ thản nhiên đáp tôi vẫn thẳng mà Mực Bèn cầm một cái gương đứng bên cạnh thuốc Kẻ và nói Bạn so thử xem nhé Thước Kẻ cao dầu Đó không phải là tôi Nói xong, nó bỏ đi và lạc vào bãi cỏ ven đường Trông thấy bác thợ máu liền nhặt lên đem về, uống lại cho thẳng bất kể cảm ơn bá thợ mộc và quay về xin lỗi bút mực và bút chì từ đó chúng chăm chỉ hòa thuận như xưa mình, câu chuyện đến đây là hết rồi mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe bye bye